Tại sao cho số điện thoại rồi không gọi? Cứ nằm đây chờ. Mới đến không muốn phiền. Lấy vali à? Lấy đồ. Sao ngày nào cũng đến lấy vali? Anh không cầm luôn cái vali của anh về đi, để đây làm gì? Không an toàn. Không an toàn thì tìm chỗ nào mà an toàn để. Anh mà để đây lâu tôi tính phí nhá. Cô vẫn làm đêm à? Ừ. Làm ở chỗ chị Khanh á, chỉ đủ ăn với uống, nhà trọ. Tìm việc khác mà làm. Việc khác thì ít tiền, chứ ai mà chẳng muốn nhàn thân. Tắm nhờ được không? Bó tay với nhà anh. Đi. Nước đi cho đỡ mệt. Anh xin nhé. Em đưa cho bác Chí mà bác không cầm. Anh có nghe anh Chí nói là em xin lỗi và mời anh ấy về nhà. Em. Anh hiểu mà. Thôi, cứ để cho anh ấy thoải mái tung tăng ở ngoài một thời gian đi. Khi nào anh ấy chán thì mình lại hốt anh ấy về. Em rất cảm ơn em vì em đã hiểu cho hai anh em anh. Bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều rồi đấy. Anh ơi, có đồ đồ. Chờ anh tí. Làm sao mà không thích ăn? Nhớ em á? Em cũng nhớ anh. Thật. Nhớ lắm luôn ý. Em biết rồi. Thế anh ngủ sớm đi nhá. Em cũng yêu anh. Có tiền đưa anh Tuệ mà lại khất tiền tôi. Tiền nào? Thì tiền gửi vali ấy. Bao nhiêu? 90. Thêm 15.000 tiền tắm nữa. Tổng cộng là 105. Nhưng mà thôi, chỗ quen biết với chị Khanh nên là lấy tròn 100 nhá. Giỡn mặt rồi. Cảm ơn. Nhưng mà nghèo thì đừng có phóng khoáng. Được chưa? Hmm.